có máy đụng mới vô đây cuốn nước đó. Đào đâu nó đào gì đâu, xong xong của ai ở đây chạy quyền nhưng mà cái xong là để được đẩy tàu ghe người ta lưu thông qua. Chuyện anh chăn lưới anh cản trở lưu thông, anh phạm lực anh còn la nữa. Không giống như cái đường giờ giống như giờ đúng không? Giờ chạy xong rồi đường thủy quá đụng dữ vậy. Dán ba phi mà ngồi trên sùng ba lá nhìn tiếu quá ha mọi người. Ồ cá nó tính phóng bay ngoài. Ồ đã quá. Wow. Ê, em nữa. Đây nãy giờ quên giới thiệu với mọi người là đây là phong cảnh xung quanh nhà Triệu Hồ TV. Đây. Có rất nhiều cảnh vật. Luyện em cá ở đây luôn ba Phi ơi. Hai con vô mẹ nó nhảy ra. Có hai con nó nhảy ra được. Em ở đây cho mọi người thấy là cảnh đi bắt cá nó nhìn nó đẹp thế nào. Lôi cuốn hấp phẫn vẫn. Rồi, lưới tuốt ở đây luôn hả? Đây mạo hiểm luôn, camera mạo hiểm chơi sát nước luôn. Người ta thăm không đẳng thăm kia đi tới luôn.